Chào mừng anh em trở lại với Auto Việt Nam trong chuyên mục xe cũ xe đã qua sử dụng của chúng tôi. Ngày hôm nay Auto Việt Nam lại giới thiệu tới anh em một chiếc xe nằm trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung ở tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc xe Range Rover HSE phiên bản sử dụng động cơ 5.0 lít siêu nạp. Chiếc xe này là một trong những chiếc xe sản xuất vào năm 2014, đăng ký lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2014 tại Hà Nội. Ở thời điểm 2014 thì chủ sở hữu của chiếc xe này phải bỏ ra với một khoản tiền rất lớn, lên tới khoảng 8,5 tỷ đồng để sở hữu chiếc Range Rover HSE sử dụng động cơ 5.0 lít siêu nạp này. Thế nhưng hiện tại thì chiếc xe này đang được trưng bày tại Salon Việt Nhật Auto có địa chỉ tại số 89 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chào bán với mức giá chỉ khoảng trên 4,3 tỷ đồng mà thôi. Còn đối với nội và ngoại thất, về tình trạng tổng thể của chiếc xe Range Rover đang được trưng bày tại Salon Việt Nhật Auto thì chúng tôi sẽ được chia sẻ cho anh em bằng những hình ảnh video clip chân thực và chi tiết nhất thay cho lời nói. Và nếu như anh em nào đang quan tâm tới những chiếc xe trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung thì anh em không nên bỏ qua chiếc xe Range Rover HSE sử dụng động cơ 5.0 siêu nạp này. Đây là một trong những con mãnh thú đến từ Anh Quốc. Và anh em đừng quên đọc Pass Auto Việt Nam để nhận được mức giá hỗ trợ tốt nhất đến từ chủ salon xe nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ thôi, đến với phần chi tiết nội và ngoại thất xe.